Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Hộp thư truyền hình số tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi sẽ tập trung phản ánh đơn thư của người dân ở tổ 8 phường Bình Minh thành phố Lào Cai về việc dự án san tạo mặt bằng các tuyến đường BM2, BM3 do Sở Giao thông Vận tải xây dựng làm chủ đầu tư. Dự án này đã kéo dài gần 4 năm và hiện vẫn chưa hoàn thành, gây nhiều ảnh hưởng đến các hộ gia đình, thậm chí đến nay người dân không biết dự án có tiếp tục triển khai hay dừng lại. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, mặc dù công tác thống kê đền bù giải phóng mặt bằng đã được thực hiện từ hơn 3 năm nay, vậy nhưng đến nay, người dân trong vùng dự án vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ cũng như phương án tái định cư. Thực tế này đang diễn ra tại tổ 8 phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, khiến hàng trăm hộ dân không thể an cư lạc nghiệp. Hơn 3 năm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Nghiệp ở tổ 8 phường Bình Minh, thành phố Lào Cai không thể canh tác được gì trên mảnh đất rộng gần 2.000m² của mình. Một số công trình của gia đình như bếp, chuồng trại chăn nuôi xuống cấp nghiêm trọng, nhưng ông cũng không dám bỏ tiền ra để tu sửa lại. Nguyên nhân là do mảnh đất ông đang sinh sống nằm trong vùng quy hoạch của dự án san tạo mặt bằng BM2, BM3 do Sở Giao thông Vận tải xây dựng làm chủ đầu tư. Điều đáng nói là công tác thống kê tài sản đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Lào Cai tiến hành từ hồi tháng 3 năm 2015, nhưng đến nay, sau hơn 3 năm, gia đình ông vẫn chưa nhận được tiền đền bù. Nghĩa là gia đình ông nếu có xây dựng hoặc canh tác trên diện tích này thì sẽ không được đền bù gì thêm khi dự án chính thức lấy đất đi. Thế còn cuộc sống nhân dân thì đúng là đến từ ngày thống kê đến bây giờ thì nhà nước còn bảo là chứ không được nuôi trồng, tức là không được thả cá bé này, không được nuôi trồng cái con vật bé, tức là nó lâu được thu hoạch thì thấy bảo thế, thì nhân dân chúng tôi từ ngày đến bây giờ đâm ra bỏ bẵng một thời gian để bây giờ hồi phục thì nó rất khó. Đấy là chỉ vì là nghe thấy thống kê thì bảo một vài tháng gì đấy là giải tỏa rồi, thế giờ chúng tôi bỏ bẵng mất rồi thì để mà hoàn thiện lại cái cuộc sống bình thường giờ nó cũng tương đối là khó khăn. Có tiền nhưng không được sửa sang nhà cửa, có đất nhưng không dám canh tác, đó là tình cảnh chung của những hộ dân tổ 8 phường Bình Minh. Một số hộ cố gắng bám trụ ở trong những ngôi nhà sập xệ, còn một số hộ buộc phải ra ngoài đi thuê nơi ở. Từ nửa năm nay, ngôi nhà của bà Trương Thị Thu bị bỏ hoang, xung quanh mọc cỏ um tùm. Bà Thu buộc phải đi thuê phòng trọ để ở, sau khi nhận thấy ngôi nhà bị sụt sạt và không còn đảm bảo an toàn. Kinh tế vốn khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn. Cũng như nhiều hộ dân khác, bà chỉ mong muốn sớm có được chỗ ở ổn định để có thể yên tâm làm ăn. Thì bảo đi ra ngoài kia thuê, đi buôn bán cho nó chợ búa thôi, cũng không dám làm ở đây nữa. Thì làm không được hưởng, thì bảo là thế. Thế bây giờ thì dân chỉ muốn là yêu cầu là nhà nước thì có, nếu mà có lấy thì cũng giả đất cho dân để cho họ cũng có cái tiền đấy để họ xây dựng luôn đi. Đấy, nó không để lâu cũng không xây dựng được. Mà không lấy thì cũng bảo cho dân để dân lại quay lại về để làm. Dự án san gạt mặt bằng, xây dựng các tuyến đường BM2, BM3 và các tuyến đường ngang tại phường Bình Minh được quyết định quy hoạch từ ngày 30 tháng 10 năm 2014 đến tháng 3 năm 2015. Công tác thống kê tài sản của những hộ dân trong vùng dự án đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Lào Cai tiến hành. Tổng số có 174 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án này. Tuy nhiên đến nay sau hơn 3 năm triển khai, mới chỉ có 30 hộ dân nhận đất tái định cư. Người dân muốn biết liệu dự án này có tiếp tục được triển khai nữa hay không, và nếu triển khai thì bao giờ họ mới nhận được tiền đền bù và việc giao đất tái định cư sẽ được áp dụng giá như thế nào. Chúng tôi muốn là đề nghị cho tỉnh và thành phố là cấp đất cho bà con tôi và chi trả lốt những số tiền những hộ chưa được lĩnh tiền để có, và ưu tiên những cái hộ hiện tại là những hộ lúc thống kê đã có 3-4 người đã gọi là mất qua đời, mà hiện nay còn một số hộ nữa đang đề nghị đến thành phố. Thì mong muốn thứ nhất của bà con tôi là chi trả tiền cho bà con tôi và cắm đất cho bà con ổn định cho cuộc sống. Một trong những nguyên nhân dẫn đến dự án chậm tiến độ gây bức xúc trong nhân dân tại dự án san tạo mặt bằng và làm đường nối BM2, BM3 khiến cho hàng trăm hộ dân lâm vào cảnh khó khăn là quỹ đất tái định cư và số vốn để giải phóng mặt bằng đã đội lên gấp 4 lần so với dự kiến ban đầu, khiến chủ đầu tư chưa huy động được vốn để triển khai tiếp dự án. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Lào Cai là đơn vị được chủ đầu tư thuê để thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, giám đốc trung tâm, thì lý do khiến dự án này chưa triển khai tiếp là do người dân mong được cắm tái định cư ở tại chỗ, nhưng hiện nay không có quỹ đất để đáp ứng nguyện vọng này
vì dự án chưa được triển khai. Thêm nữa là ban đầu theo thống kê, số tiền mà chủ đầu tư phải bỏ ra để phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng là khoảng 34 tỷ đồng. Tuy nhiên đến năm 2015, sau khi tỉnh đã có quy định mới về áp giá hỗ trợ chi trả tiền đền bù cho người dân, thì số tiền theo tính toán để phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng đội lên rất nhiều, khoảng 118 tỷ đồng. Ngoài ra, từ lúc dự án công bố quy hoạch đến khi công tác thống kê đền bù được tiến hành đã phát sinh thêm nhiều hộ ăn theo do người dân tách thửa cho con cái, khiến số tiền thực hiện đền bù sẽ còn tăng thêm. Lúc đầu tiên công bố thì dự kiến là tái cư tại chỗ. Mà tuy nhiên sau đó dự án thì vừa liên quan đến kinh phí, vừa liên quan cái phát sinh về đội vốn. Cái thứ hai là giải phóng bằng thì cũng chưa đảm bảo được cái tiến độ. Thế do đó thì thành phố đề nghị với tỉnh là tiếp tục bố trí cho người dân cái ra cái vị trí mới cho nó đảm bảo cái đời sống. Thế bây giờ hiện nay tỉnh đã có cái văn bản là giao cho các hộ dân này về khu tái định cư Soi Lần. Thì với cái mong muốn là để cho người dân có chỗ ổn định, bởi vì trong cái khu tái định cư đấy, bây giờ trong khu dự án bây giờ thì báo cáo chí là cũng mưa gió thì ngập lụt, bẩn thỉu, ô nhiễm môi trường. Thế vì vậy thì theo luật quy định thì đối với các cái dự án tái định cư thì phải sắp xếp có vị trí tái định cư trước. Về phản ánh của người dân về áp định giá tái định cư từ 2,3 triệu lên 6 triệu đồng trên mét vuông, lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Lào Cai khẳng định chưa có thông báo áp giá tái định cư đối với dự án san tạo mặt bằng và làm đường nối BM2, BM3. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Lào Cai đang đề nghị tỉnh áp giá giao đất tái định cư cùng thời điểm công bố quyết định thu hồi đất. Hiện nay báo cáo ông chí là cũng chưa có cái giá, tỉnh vẫn chưa có cái giá cụ thể. Thế thì vì vậy thì báo cáo ông chí là với cái giá hiện nay thì một số dân nói rằng là giá cả như này nó chưa nó thì báo cáo ông chí hiện nay cũng chưa có cái cơ sở nào để nói cả. Thế thì tới đây mà tỉnh có cái quyết định phê duyệt chính thức giá tái định cư thì thành phố sẽ triển khai thông báo cho người dân ngay. Thế còn cái việc mà sắp xếp tái định cư báo cáo chí là hiện nay thì theo mong muốn của thành phố, mong muốn của tỉnh thì muốn là sắp xếp cho các cái hộ chính chủ và phụ chủ nó vào một chỗ cùng một đường, vừa đảm bảo thuận lợi cho cái việc gia đình anh em có thể sắp xếp với nhau. Thế còn phương án thì sắp xếp thì theo quy định thì phải bốc thăm. Nhưng tuy nhiên nếu mà người dân thống nhất được với nhau thì có thể là sắp xếp đổi vị trí cho nhau thì chúng tôi cũng ủng hộ thôi. Theo quy định, khu tái định cư phải được hoàn thiện mặt bằng trước khi lấy đất của người dân trong vùng dự án. Tuy nhiên thực tế việc triển khai dự án hiện nay trên địa bàn thành phố Lào Cai chủ yếu là tái định cư tại chỗ, mặc dù người dân đã nhận được tiền hỗ trợ đền bù nhưng không có đất tái định cư vì dự án chưa được triển khai. Chúng ta vừa song hành thực hiện dự án, vừa song hành giải phóng bằng nhưng đồng thời vừa xây dựng cái tái định cư. Do đó cái việc mà thường các dự án khi chúng ta triển khai xây dựng tái định cư mà đến khi hoàn thành thì thường mất khoảng thời gian từ 1 đến 2 3 năm, dẫn đến cái việc mà khó khăn trong quá trình sắp xếp dân cư, xác định cái giá đất đền bù và giá đất giao tái định cư. Trong thời gian qua, thành phố Lào Cai rất mắc nội dung này. Thường là tái định cư thường thi công trong thời gian dài mới có mặt bằng tái định cư. Vậy thì khi chúng ta ban hành cái giá giao tái định cư thì theo quy định cả luật đất đai thì phải xác định tại thời điểm giao mặt bằng, có mặt bằng tái định cư, dẫn đến cái việc giá thường cao hơn so với cái giá thời điểm mà chúng ta công bố dự án. Trước những khó khăn của thành phố Lào Cai về việc giải phóng mặt bằng, giao đất tái định cư của dự án san tạo mặt bằng và làm đường nối BM2, BM3. Phóng viên chuyên mục đã liên hệ trao đổi với chủ đầu tư dự án là Sở Giao thông Vận tải Xây dựng. Đại diện đơn vị này cho biết, dự án san tạo mặt bằng BM2, BM3 ở tổ 8 phường Bình Minh, thành phố Lào Cai đang nằm trong phê duyệt quy hoạch chi tiết tiểu khu đô thị số 16. Vì vậy, chủ đầu tư dự án đề nghị tỉnh bố trí vốn 4,4 tỷ đồng còn thiếu trong tổng số 38,2 tỷ đồng kinh phí đã phê duyệt để chi trả cho những hộ dân còn lại đã được phê duyệt. Dự án có tiếp tục được triển khai hay dừng lại sẽ chờ thông báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai. Chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh Truyền Lào Cai rất mong tiếp tục nhận được các ý kiến phản ánh của quý vị và các bạn. Mọi thông tin xin gửi về chuyên mục hộp thư truyền hình Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai, đường 30 tháng 4, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, hoặc qua thư điện tử tại địa chỉ laocaitv@gmail.com và qua số điện thoại 02143 825 156. Tới đây, chuyên mục hộp thư truyền hình của chúng tôi xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau.